Đây là quyển tập học giả của mình nè, dễ thương chưa? Tôi yêu hành trình này lắm. Chào mừng các bạn đến với hành trình học vẽ của Minh An nha. Đây là lớp học của Minh An và thầy giáo rất là dễ mến. Thầy đang hướng dẫn cho các bạn trong lớp. Lớp học này là lớp học làng tình thương thôi. Và đây là tác phẩm mà Minh An hoàn thành. Đây là tác phẩm đầu tay ha. Với một đứa chưa bao giờ biết học vẽ, chưa bao giờ biết cầm cọ hay là những kỹ thuật vẽ chuyên nghiệp như thế nào cả, thì hôm nay là lần đầu tiên mình được thầy hướng dẫn. Mình rất là vui và mình cũng rất là hài lòng với tác phẩm của mình. Thầy cho 8 điểm đó nha. Mình cảm ơn hành trình này và mình cũng muốn cho các bạn xem qua một cái đoạn đường của hành trình, từ cái việc mà mình cầm cái viết nó cứng ngắc cứng đơ à, rồi mình không biết điều khiển cái bút như thế nào, không biết cách cách cầm bút như thế nào, không biết đi cái đường nét ra làm sao, không biết phân định được từng cái nét vẽ cái hình nào cho phù hợp, rồi vẽ sai vị trí trên giấy, ôi quá trời vấn đề tùm lum tùm la. Được ăn bánh giữa giờ học nè, vừa học vừa ăn vừa vẽ. Và đây là cái chén thứ hai của tôi đó nha. Nè, đây là cái chén mình vẽ lại nè mấy bạn ơi. Nhìn cũng đỡ đỡ gớm hơn rồi đó. Rồi mình vẽ thêm một cái chén nhỏ ở đây nữa nè. Sai thì phải bôi sửa luôn, đừng có tiếc. Vẽ là tôi vẽ giữa bức, vẽ giữa giấy chứ không có vẽ đến một góc để còn tô bóng nữa. Cho nên nếu mà phát hiện mình sai rồi mình sẵn sàng mình sửa chữa lại, đừng có tiếc cái công vẽ. Tiếc cái công vẽ xong rồi hả? Vẽ lại từ đầu. Mới bắt đầu cầm bút vẽ, cái tay tôi nó cứng ngắc à trời ơi, cầm cây bút mắc cười, vẽ cái đường cũng mắc cười. Hi hi hi. Tôi đang vừa vẽ mà vừa gồng mà vừa nín thở nữa đó các bạn ơi. Đúng là khi khám phá một hành trình mới, luôn cho mình là cảm giác những cái sự lo lắng, sợ hãi. Đâu có phải ai bắt tay ngay vô mà giỏi liền được đâu, đúng không? Quan trọng là mình có thích và mình có muốn trải nghiệm điều đó hay không. Mình muốn thì mình sẽ đặt tâm vào để mình học. Làm rồi từ từ nó sẽ giỏi lên thôi mà. Cố lên. À, sẵn đây kể một câu chuyện ngoài lề cho các bạn nghe luôn nha. Trước đây mình không bao giờ dám mặc cái áo màu xanh như thế này đâu. Tại vì da của mình ngăm mà mình mặc áo màu xanh này thì cảm giác sẽ hơi tối. Bởi vì ngày xưa mình bị nhiều cái cảm giác sợ hãi á, sợ người khác phán xét, nhìn vô sẽ chê mình xấu, đẹp, thế này, thế kia.
Còn bây giờ thì mình đã dám thử, quan trọng là mình muốn, mình thử thì mình thử. Vậy thôi. Xấu đẹp trong con mắt người nhìn. Ký tên cho bản vẽ đàng hoàng nha. Bắt đầu thì bắt đầu chứ cũng ách xì lách lắm đó. Cái thằng bạn kế bên nó đang than thở nè. Hành trình từ không thành có, An làm được, bạn cũng vậy nha.